xin chào các bạn. Các bạn ơi, hôm nay không gian xung quanh chúng mình thậm chí còn không có cả kèn kèn nữa luôn. Thật là yên lặng. Ở đây chỉ 4 người thôi, chỉ 4 người thôi. Ra không gian này làm múc bang với cả làm ASMR hợp đấy. Ừ, đúng chọc đấy. Chọc chẹp để nghe rõ. Rất nhiều lần là muốn làm ASMR nhưng mà cái không gian này nó không đủ yên tĩnh để làm được, giả sử cái một âm thanh nhỏ nhất thôi nó cũng có thể làm ảnh hưởng đến cái tiếng ASMR. Thế để mình hai trong một đi, là hôm nào mà chị em mình đến quay vào bếp ấy, quay cho nhiều xong rồi quay ra đây ASMR ba chị em mình quay múc bang luôn, quay hôm nay gì luôn, ăn luôn đấy, tự làm tự kiểu chứng được đấy, là thành video ASMR còn video kia vào bếp nào. Đúng. Mình đã được định là rủ Hạnh với Thắng là hay thôi. Mình ở nhà quay hôm nay ăn thì online. Kiểu mọi người cái gì cũng online được ấy. Cắt tóc còn online được. Cắt tóc là tóc đẹp không? Giữ tóc rồi nhá. Không đổi nhá. Ai giơ tay nào? Giữa tâm dịch như thế này thì mình cũng sẽ ăn những cái món mà nó cũng liên quan đến thời thế. Burger hình con corona. Nhãn hàng giấu tên này thực ra rất là nổi trong mấy ngày gần đây. Thực ra đã nổi rất là lâu rồi với rất là nhiều những cái thử thách. Chúng mình gần đến đấy rồi mà. Chị thấy cái thử thách đấy là chị bảo là hợp quá, hợp với cả bọn này quá nên là phải bảo bọn này đi ăn luôn. Chứ rồi bị dùng gai rồi. Cuối cùng không mang được 5 triệu về. Trốn nhau mà chạy mất chị ạ. Burger corona và đọc cái này ở trên báo nước ngoài còn trước cả khi mà danh tiếng của nó lan tới Việt Nam. Đây là một chiếc burger rất nổi tiếng lên CNN. Và thậm chí anh chủ quán này còn được BBC phỏng vấn trực tiếp. Nó là một bánh burger bình thường nhưng mà người ta nặn thêm bột để người ta lắp lên cái này vào cho hình dáng nó giống với cả con corona trong truyền thuyết. Bên trong này thì có một miếng thịt băm và được áp chảo. Miếng thịt rất là to. Dưới thì có trong củ quả. Đã thấy nó ngậy ngậy, nó kiểu mùi gây gây. Ui, chưa dùng hết rồi. Chính vì rồi em chẳng dùng cái nào. Chị cứ tưởng là người ta có một cái khuôn bánh vỏ burger này để làm ra một cái bánh corona này cơ. Thì ra người ta dính lên. Cũng chắc dính lên bóng mặt mình ra. Rất dễ dùng. Rau, cà chua, thịt bằm. Phô mai với cả sốt. Cái phần corona này thì để nó đẹp không? Ăn thì đẹp cũng bình thường. Bên trong thì gì? Không có người biết đây là gì. Thịt lợn ấy. Nó đỏ đỏ. Cái bánh này sẽ màu xanh này. Nó ngọt ngọt. Mình không biết được cả thịt sống. Em rất hay tưởng tượng ra cái này nó giống như cái để làm ra bánh trung thu ấy. Ở bánh trung thu á, để nó đặc đúng không? Ờ. Nó đặc. Nó giống lắm ấy. Này, ăn hết những cái cua rua của con corona bây giờ nó đã trở thành một cái bánh burger bình thường. Thấy thịt nó thơm. Ừ thì không thơm, được cái vỏ bánh thì mềm. Bánh màu xanh xanh hay hay mà mềm thì mềm đúng không? Nhưng mà vỏ bánh này ấy, cảm giác không giống vỏ burger lắm mà giống vỏ bánh mì hơn ấy. Mà burger là bánh mì mà nghe. Cảm giác không giống lắm. Nó giống bánh mì, kiểu bánh mì sữa, bánh mì ngọt ấy. Thì ra là cái burger này nổi thế cơ. Nổi lắm, trời ơi. Trời ơi. Em thấy có một ngày nhá, kiểu tất cả báo chí nước ngoài đăng bài về nó. Trong cùng một ngày. Chỉ vì nó là hình thức thôi đúng không? Đối với hình thức. Với cả anh chủ quán này thì cũng nhiều là người mà nghĩ ra nhiều ý tưởng hay hay kiểu như này rồi. Và cũng đã nổi tiếng ở nước ngoài rồi. Anh này rất được hay được để ý luôn. Cơ bản là anh ấy giao tiếp được bằng tiếng Anh tốt ấy. Thế nên là cái việc phỏng vấn anh ấy hoàn toàn không có gì khó khăn, kiểu anh chia sẻ các thứ với báo chí nước ngoài không có gì khó khăn ấy. Anh chủ ấy, anh có chia sẻ là cái ý tưởng để tạo ra cái này ấy. Nói thẳng ra thì nó là để bắt trending, nhưng mà theo cách của anh chủ nói thì trong cái không khí này thì mọi người hầu như là chỉ có cảm giác là sợ hãi. Thì cái này nó lại mang đến một cảm giác gì thân thiện, dễ chịu hơn, kiểu nó tạo ra cái cảm giác lạc quan ấy. Cái màu xanh này ấy, thực ra nó cũng gợi lên tưởng đến cái nhân vật con quái vật trong cái phim công ty quái vật Monster Inc. Các bạn có thấy cái bánh này, mặc dù nó tên là corona nhưng mà nhìn hình thức của nó là hình thức đáng yêu, nó cũng là có gai nhưng mà nó không hề gây cảm giác sợ hãi. Tôi thấy nó ăn rất là mềm, nó mềm ẩm đủ thơm, nhưng mà thịt thì lại không thơm. Kiểu cái phần thịt thì mình không thích lắm, tại vì mình thích cái phần thịt, nhưng mà là thịt lợn thì nó phải thơm, cái mùi xông khói với cả cái gia vị tẩm ướp nó phải thơm một chút ấy. Nhưng ở đây cái thịt này thì mình thấy nhiều những cái lằng nhằng bên trong ấy, nghĩa là nhiều gân, nhiều mỡ này. Giống như kiểu là từ rất nhiều loại thịt thì họ đã băm lẫn lộn vào ấy. Em biết là ăn cái miếng thịt băm, cái miếng thịt này nó phải giòn giòn một tí, nó cháy hơi xém xém, nó thơm mà nó hơi giòn giòn. Ăn nó thơm mùi thịt và thơm dậy mùi tẩm ướp một chút. Đấy là thực ra là cái thịt trong burger này thì nó phải rất là chắc ấy. Cái kết cấu của nó rất là chắc, khi mà cắn thì nó sẽ không bị rời cái miếng thịt ra, nó giống như là một miếng thịt băm ấy. Nhưng mà thịt này thì tại vì là nó có nhiều cái mỡ này với cả gân quá nên là khi mình cắn thì kết cấu nó sẽ bị rời ra. Còn về ý nghĩa về mặt hình ảnh và ý nghĩa sâu xa của mục đích làm cái chiếc bánh này thì mình thấy cũng rất là hay. Kiểu như là để mọi người có một cái nhìn nó kiểu như lạc quan hơn một tí về cái tình hình hiện tại. Em không biết
mọi người có cảm giác giống em không là em ăn đến đây lại có cảm giác burger, burger tươi. Tức là không có cảm giác như kiểu burger ăn liền. Dù là hương vị của nó không kiểu như mình mong muốn, nhưng mà nó lại không cho cái cảm giác là đồ ăn nhanh và nhiều dầu mỡ quá. Nó kiểu như là nó tươi, nó kiểu làm mình gọi người ta mới làm kiểu thế. Bơ rồi đây chẳng gọi nhưng mà em thấy ở những cái cửa hàng đồ ăn nhanh ấy thì nhiều khi là thấy nó kiểu hơi mùi dầu mỡ công nghiệp ấy. Kiểu vậy em thấy là ăn nó không bị cái mùi đấy. Màu xanh cái này nó là dùng trà xanh với cả nước ép từ rau củ. Không mà chưa nướng lên trông rất là đẹp nhá. Trông như củ chua hàng. Ủa sao lúc nướng lên nó không màu xanh được như thế nhỉ, đẹp nhỉ? Thấy bên ngoài bị cháy ấy. Nhưng cái bánh ấy ngon đấy. Cái vỏ bánh á. Cái vỏ bánh ngon. Thì cái vỏ bánh ngon. Mềm. Họ tự nặn ra cái hình này. Và tự làm ra cái vỏ bánh này chứ không phải là họ phải đi mua ngoài. Đúng rồi. Và mức giá thì sao? Các bạn nên coi đây là món ăn đồ Tây. Kiểu đồng kia là giá là rất Tây. 85.000 cho một chiếc bánh này. Thế thì có thể gọi đây là mức giá của một ngôi sao ấy. Bởi vì em này lên báo nước ngoài mà. Đúng không? Lên liên tục. Cái này nó có một cái hiệu ứng nhân rộng kiểu lan tỏa cả thế giới. Không hiểu tại sao các bạn phải rất chú ý đến cái bánh này. Thế thì có thể nó sẽ bán cho cả người nước ngoài với cả mức giá cho cái thương hiệu bánh này. Thương hiệu bánh của Corona. Đúng rồi. Cái kiểu là hình ảnh ấy, mức giá cho hình ảnh. Họ sẽ bị gắn hình ảnh của họ với Corona. Anh ấy kiểu anh cũng nói là anh cũng sợ tạo phản ứng trái chiều mà. Cũng may là cái phản ứng của mọi người là khá tốt. Cái bánh này hình thức của nó đáng yêu, thế nên là nó tạo ra cái cảm giác mà thân thiện ấy, nên mọi người không nhìn nó không bị mất cảm tình. Với cả là burger vốn là hình thức của nó là hình tròn rồi. Thế nên là cái việc mà cho thêm mấy cái gai lên thì chỉ là mấy cái gai thôi chứ không bị phản cảm quá. Nhìn trông cũng xanh xanh kiểu cũng đáng yêu ấy, nên là không bị ghê. Nhưng kiểu bây giờ mà phó tương cà tương ớt nhúng nhăng lên thử mà làm bánh màu đen ấy. Bó bánh màu đen mà cái cục này nó màu đỏ rồi hả? Là đỏ như máu. Rất tôi chết. Rất chắc là anh sẽ bị bại. Nhưng không may là cái này là cái sự tính toán về màu sắc này mình đánh giá là anh đã có một cái lựa chọn rất là cẩn thận. Vậy là ngày hôm nay là mặc dù số này nó hơi ảm đạm nhưng mà là bọn mình đã ăn một cái chiếc bánh nổi tiếng ấy. Một chiếc bánh nổi tiếng đến cả CNN và BBC là cũng đã tìm đến để đưa em nó lên. Và cũng đúng tinh thần mùa dịch thôi, chúng mình là sẽ hạn chế ra đường, hạn chế tiếp xúc. Tóm lại về hương vị, không quá ấn tượng với hương vị của chiếc bánh này. Còn về ý nghĩa và về hình dáng thì cũng phải được đến 8-9 điểm ấy nhỉ? Hôm nay cũng là ngày thứ tư, thứ năm ở nhà thứ tư rồi đúng không? Bởi vì xã hội đang tạm dừng mọi thứ nên là mình cũng không có quá nhiều thứ thú vị để nói nữa. Thực ra chị thì chị chưa thấy là quá chán, chưa thấy quá chán. Đúng tại rồi. Vì là chị vẫn nghĩ là có những cái việc mà những ngày thường mình chưa làm được ấy, nên là biết đâu là trong những ngày ở nhà này mình lại làm được. Cho chúng ta nghỉ ngơi ý. Kiểu thế, bây giờ có muốn làm thì kiểu như là cứ tất bật ý. Mọi thứ nó cứ kiểu nhanh vội vàng vàng ấy. Thế bây giờ thì mọi thứ nó kiểu chậm lại hơn, làm gì cũng chậm lại. Mọi thứ đều chậm lại. Thậm chí kể cả Tết mình cũng không sống chậm như thế này. Ừ đúng rồi, Tết mình còn vội vã hơn. Thế là chưa bao giờ có được những cái khoảnh khắc kiểu như này. Còn buồn cười lắm, có một cái hôm mà chị ra đường ấy, chị vừa đi chị vừa cười, xong chị đi chậm lại. Chị đi sát vào bên vỉa hè, xong có mấy cây hoa các thứ, chị vừa đi vừa cười cơ. Ôi cảm giác nó khác lắm ấy. Nó bình yên mà kiểu là đã từ lâu lắm rồi mình mới có được cái cảm giác đấy ấy. Cái nó thật sự là cơ hội để cho mọi người sống chậm lại và nhìn cuộc sống với những cái ý nghĩa hơn ấy. Cái bởi vì á, mình còn đang trân trọng cuộc sống theo đúng cái nghĩa là mình trân trọng cái mạng sống của mình luôn. Lúc này là cái khoảng thời gian để mà chúng ta thấy là kiểu tận hưởng cái lúc mà chúng ta vẫn còn đang khỏe mạnh này, vẫn còn đang kiểu thấy mọi thứ bình yên ấy. Kiểu là may mắn là những cái người thân xung quanh đúng rồi, cũng chưa ai bị làm sao cả. Thế là đã làm điều may mắn rồi. Còn có rất là nhiều người trong khoảng này đang cũng khổ sở ấy. Ví dụ như những người mà phải phục vụ cho cái mùa dịch này. Đấy. Nên là mình được ở nhà là một niềm hạnh phúc rồi đấy. Nên là cứ ở nhà các bạn. Đi đâu? Nếu mà không cần thiết, đúng vậy. Rồi, đã ăn được cái của em rồi. Thì anh có thể ăn hết 3 cái các bạn. 3 cái không? Còn nửa cái nữa đây. Chả vấn đề gì. Thôi mình ăn xong cái này xong mình quyết định là sẽ lên mạng và đặt mua thảm tập yoga và bóng tập để ở nhà tự luyện tập. Thì mình kể với các bạn nghe, hôm nay mình nhờ anh Thắng đặt 3 cái bánh burger này để quay. Xong rồi anh Thắng lên web người ta đặt, anh phải đặt thêm 2 cái bánh pizza nữa về ăn. Anh cả ngày không ăn gì cũng được. Cả ngày không bao giờ có nhu cầu tìm đồ ăn. Ăn dồn một thôi đúng không? 3 bữa dồn một và đôi khi là ăn 3 ngày dồn một. Xong rồi về mua thảm tập. Mua thật mà. Mình thấy lần này mình ở nhà nhiều, mình sẽ đọc sách và tập thể dục. Và ăn. Chúng ta sẽ ở nhà và chia sẻ những thứ thật là có ích cùng với nhau. Đúng vậy. Và
bước qua một dịch này một cách thật là tích cực. Đúng rồi nhá. Mọi người luôn mạnh khỏe. Ừ, mong là sẽ không có khán giả nào của hôm nay ăn gì mà phải bình luận là em đang bị cách ly ở chỗ trung tâm nào đấy, đừng ai nói thế nhá. Mình mong là không ai bị làm sao hết. Ừ, đúng vậy. Còn bây giờ thì tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào số hôm nay tiếp theo. Mùa dịch này bọn mình vẫn sẽ liên tục cập nhật những video hôm nay ăn gì và ở cả trên S Channel nữa. Và cả cá nhân nữa. Vẫn liên tục được lên sóng nên mọi người ở nhà thì ngoài việc là hoạt động những cái hoạt động cá nhân này thì mọi người nhớ bật YouTube lên và ủng hộ bọn mình nhé. Ở nhà xem kinh S. Tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người. Đừng quên subscribe cho hôm nay ăn gì nhé. Hôm nay ăn gì?